Như là con máy Nakamichi 581. Dòng này thì nó 3 từ. Này chơi rất là ngon, 581, 582 thì ngon, 580 thì nó là 2 từ. Dòng nó thì rẻ hơn nhiều. Giá nó mềm hơn. Con này bây giờ mình chỉ cho cách cái PS nhé, lái PS. Giờ mình lái một cái băng PS Calibration cho. Trước tiên lái PS thì chúng ta chắc chắn là phải để ý tới chế độ băng nha. 120 EQ đó là băng normal. 120 xong chúng ta chuyển vào cái này. ES băng normal. Cái này đặc biệt chú ý nha. Còn cái khi băng này là băng chrome này. Băng chrome nó để từ Hyper Season 22 nha. Nó để rất là rõ ràng. Hoặc là nó để băng CR2 và cho chỗ kế cái chỗ bảo vệ ghi này thì nó sẽ có một cái lỗ đây. Mình sẽ lấy cái bài trước, chúng ta chọn 70 EQ 70 là băng chrome, sau đó chọn SX này là băng chrome. Chút nữa chúng ta thì theo cái dãy SX này chúng ta lấy bài nha, không lấy được, không lấy bên này ZX là băng metal rồi, còn EX là băng normal, phải phân biệt được tại vì Nakamichi toàn phải bay ắt tay hết. Bấm chúng ta bấm red play. Xong chúng ta trả cái 400 Hz tuần này. Tại vì 15.000 15.000 Hz đó là nó có cái nó lên, có cái nó không lên. Cái này mình thường lái 400 Hz thì cần như là 15.000 Hz cũng theo luôn rồi. Tại vì phần lớn sau này mấy cái máy đời sau nó trang bị 400 Hz là chính, ít khi trang bị tới 10.000 Hz với lại 15.000 Hz lắm. Chúng ta bắt đầu theo cái dãy này chúng ta lấy thôi nè. Ở dãy trên này là bài bias này, chúng ta sẽ lấy cái điểm bias cao nhất nha. Bên đây là bên bên left phone left này, chúng ta là vặn, có vặn lên thêm thì nó cũng không lên được ở đâu đấy. Xong cái dưới là cái red level, chúng ta vặn làm sao cái điểm cái số 5 là được rồi. Số 5 tùy theo băng mà chúng ta lấy. Cái này bên tay tay phải cũng vậy, chúng ta sẽ lấy điểm cao nhất và vặn cái này lên điểm số 5. Còn thằng này hết là vặn được rồi, nó tới điểm số 5 là cực kim nó rồi. Đó cái vạch đỏ này, này. Chúng ta có thể lấy từ không khoảng vạch đỏ này đến vạch số 0. Trên vạch đỏ là được rồi, cứ kim ở trên vạch đỏ là ok rồi. Như vậy là ok nhé, như vậy là được. Băng Norman cũng vậy, Norman này chúng ta thả về vị trí này, trả về vị trí này thì chúng ta lấy vị trí EX đó. Thả về đây là chúng ta ghi thôi, có gì đâu. Bây giờ chúng ta ghi một bảng thử nhé. Ghi một bảng của nhạc ok. Bấm đẹp lên đi. Bấm chạy bị không này. Nghe nhạc này thế nào? Cành hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân lồng. Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa mấy màu đen ban đêm thấy vậy chứ mấy đẹp không? Hà Nội chờ đón ta mua cho ngày đi liễu dù mà chi đêm tân xuân Naka chơi mấy dòng Naka chơi rất là hay. Cái này nó có cái dấu là vì trong quá trình đóng hàng á nó dán cái băng keo ra đây nè, khi mà gỡ ra là nó có cái dấu này chứ còn không sao cả, mấy đẹp lắm. Ngàn phía đèn lệ đèn trời lòng tôi nhớ đến người nắp đẹp, nắp đẹp lắm. Tôi có người em gái, tôi trong giấc hương mắt nồng dồn ý đôi mắt em nói nhiều tha thiết như dáng kiều.
Size này là 48 nha. Ôi tình yêu, như một giấc mùa thu. Hậu rất là sâu. Hậu nó tới 30 rồi. Ê, sorry. 40 hậu, hậu sâu lắm. Hậu 40. Nàng đi trong dạ sao đành. Cho chúng ta nghe lại thế nào. Cái tiếng hiệu ghi á, rất là tốt, ấn tượng lắm. Cành hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân lồng. Tiếng hiệu ghi khá tốt. Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lồng. Hà Nội chờ đón máy này mình đã test chuẩn hết rồi nha, nên em an tâm việc xài thôi. Đây nè, băng test của mình nó kim ra chuẩn hết, nó rất là chuẩn, chính xác, nên em cứ việc phải xài thôi. Còn em nào lùi canh lại cái này thì đừng có đụng vào nữa cũng được, tại vì mấy cái băng nó có tiếng tính băng khác nhau nhưng mà nó không nhiều quá, còn không biết cứ chọt vào lung tung quá, sai 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 là lâm không ghi được hết trơn, còn biết thì mình làm. Anh nào biết là nghe trước buổi làm thử để em xuất vòng trường ha. Naka tiếng nó hơi ma thuật, hàng càng lớn thì người mang về dẫn cho từng mối ai ứng chưa chọn nhưng đã sầu chia phôi. Tràn lên thôn xóm sen hồ xanh thắm nắng tầm chim lứa ta. Hay, chúc buổi làm chơi cũng khá tốt. Có cái băng nào để thử cho anh em nghe nè. Băng này là băng nột man nhé, nó có cái lỗ này là lỗ bảo vệ ghi thôi, đừng có hiểu nhầm giữa băng nột man và băng chrome. Mình sẽ chọn là chế độ băng nột man cho đúng nè, 120 và EX đúng không? À, mở cái có bài ok xong. Tới đi. Nhìn nhau trong kỷ niệm qua cánh thư xanh giấc mộng đầu chấm nở tha thiết ân tình. Thời gian trôi còn trắng, tên mình trên đá rêu vang. Máy nó hơi to quá cửa. Tìm nhau trong kỷ niệm, tay ấm trong tay, dưới trời vừa trở lạnh, vai nếp vai gật. Rất hay. Máy nó to quá cửa chứ nó vừa cửa, chắc mình ghét mình chơi. Vì Naka tiếng nó rất là tốt. Chất âm Naka nó khác cái chất âm của mấy dòng khác, vừa nói con nào hay hơn con nào thì rất là khó nói, bởi vì mỗi hãng nó có mỗi chất âm riêng của nó. Anh em nào thích cái dòng nào thì chơi dòng đó thôi, chứ Naka thì nó cái chất âm nó lạ. Đây là bản dầu rôm nhé, mình mở cái bản nhạc bolero đi. Mấy cái kia đâu, mấy con băng gì để đâu mất tiêu rồi biết. Bên kia vùng lửa khói.
làng tôi đây bao năm dài chinh chiến từng lũy tre muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai xa đi mà không từng biệt riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt. Ok, xin cảm ơn, hay đấy. Tiếng rất là tốt. Ca từ đẹp. Dòng đầu từ của Nakamichi là dòng đầu từ discrete. Nè, discrete là đầu từ rời nhé. Mình dán cái bằng kèo này, bật dưới. Cảm ơn.